Quý vị thân mến, để bỏ ra cái số tiền từ 40 tỷ đến 70 tỷ sở hữu một căn biệt thự, một bất động sản, chắc hẳn là chủ nhân cũng phải ngoài tiền ra thì những cái yêu cầu khắt khe về cái giá trị tài sản, giá trị bất động sản, giá trị căn nhà của mình nó phải là vô cùng khó khăn, vô cùng kỹ tính trong vấn đề lựa chọn với cái số tiền từ 40 tỷ đến 70 tỷ để sở hữu biệt thự, đặc biệt là những căn biệt thự tại các khu đô thị phía Tây Hà Nội. Và hiện tại thì tôi đang ở khu đô thị Garenco, Lê Trọng Tấn. Và trong những năm gần đây thì tôi cũng đã chuyển nhượng nhiều căn biệt thự cho nhiều chủ nhân ở tại khu đô thị này với cái mức giá từ 25 tỷ đến 50 tỷ. Và hầu hết mọi người đều có một cái nhu cầu khắt khe chung là với chủ nhân đó thì họ thường lựa chọn những căn góc hoặc những căn có cái vị trí mà nó khác biệt, nó độc tôn về vị trí, thay vì lựa chọn trong những cái dãy biệt thự mà nó chung chung với những căn nhà khác. Và những căn biệt thự tại khu đô thị Garenco Lê Trọng Tấn thì nó có những không gian kiểu như thế này. Xin mời quý vị cùng tham khảo những cái loại biệt thự mà có cái mức giá tiền cao từ 40 tỷ đến 70 tỷ tại khu đô thị Garenco Lê Trọng Tấn trong năm 2024 này nhé. Đáp ứng cả cái yếu tố về diện tích xây dựng lớn, nhưng cái không gian xung quanh căn nhà là điều mà tất cả các chủ nhân thì bỏ ra số tiền từ 40 tỷ đến 70 tỷ đều vô cùng kỹ tính để lựa chọn. Ngoài những yếu tố về hướng đi, ngoài những yếu tố về kiến trúc xây dựng, công năng sử dụng của căn biệt thự, thì những căn biệt thự mà có không gian rộng, những căn là những căn góc, những căn mà có những cái tiện ích không quá gần nhà nhưng không quá xa nhà, đấy là những cái mà vị trí mà nhiều chủ nhân rất kỹ tính và rất đánh giá khi mà đưa ra những lựa chọn để sở hữu những căn biệt thự với cái tầm tiền từ 40 tỷ đến 70 tỷ. Ví dụ như căn nhà trước mắt quý vị đây, thì những căn nhà có diện tích là khoảng 300 m² và giá trị của những căn biệt thự kiểu như thế này, khi mà sở hữu những cái vườn hoa, không gian trước nhà, đương nhiên những cái không gian này sẽ là không gian chung của đô thị, nhưng hầu hết thì ở gần nhà mình, ở bên hông nhà mình, thì đa phần mình là người được hưởng lợi đầu tiên. Và những căn biệt thự này thì cũng kết nối đến đường Lê Trọng Tấn, nó chỉ khoảng 60 m là kết nối ra thẳng vào đường Lê Trọng Tấn rồi. Một cái vị trí mà nếu tính về lâu dài thì sau này ngoài yếu tố ở thì yếu tố về kinh doanh, cho thuê, diện tích không gian cũng như là tầng 1, nếu như là chủ nhân sau này có nhu cầu về kinh doanh thì những căn nhà này nó vừa là những tài sản mà cũng vừa là tạo ra những cái dòng tiền sau này. Đấy, thứ nhất là về hạ tầng kết nối này, về vị trí địa lý. Vị trí đúng không ạ, là ba cái yếu tố quan trọng trong những cái việc mà sở hữu các bất động sản, vừa là tài sản, vừa là nhu cầu để ở cũng như là nhu cầu về đầu tư. Và quý vị thử đánh giá những căn biệt thự kiểu như thế này, những cái góc vườn hoa như thế này thì nó có vô cùng giá trị không ạ. Căn biệt thự này 300 m nhưng mà sở hữu đến hai vườn hoa và ốp ngay bên cạnh của nhà như thế này, có lẽ đây cũng thuộc là không gian của căn biệt thự mình được sử dụng rồi, một cái điều vô cùng giá trị khi mà sở hữu 300 m biệt thự, nhưng không phải 300 m mà tính ra nó đến gấp đôi cái diện tích của căn nhà luôn. Và trước mặt quý vị đây sẽ là cái công viên, vâng, công viên to trước mặt đây, nó 5.000 m², quần thể cây xanh đấy, mà hiếm có những cái đô thị mà có được những cái vị trí kiểu như thế này. Quần thể công viên 5.000 m² ngay bên cạnh nhà. Còn những căn biệt thự thường này đương nhiên là cũng giá trị rồi, nhưng mà giá trị nó đã nằm ở những căn biệt thự góc kiểu như thế này. Đặc biệt là cái mẫu kiến trúc xây dựng của loại biệt thự đơn lập khu đô thị Garenco Lê Trọng Tấn này, nó cũng vô cùng tối ưu công năng so với những mẫu song lập 200 m, 240 m, thì mẫu đơn lập và căn góc như thế này. Cá nhân tôi cho rằng những mẫu biệt thự như này thì đáp ứng được đầy đủ tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của chủ nhân khi mà bỏ ra cái số tiền lớn, thì bắt buộc là cái tiêu chí nó phải đạt được những cái điều người ta mong muốn. Thậm chí một vài căn biệt thự ở tại khu đô thị này nó còn có cái những cái yêu cầu mà trên cả chủ nhân mong đợi luôn. Đặc biệt là những loại căn mà căn góc gần đường lớn và nhiều vườn hoa, và cái công năng bố trí của những căn nhà kiểu như này, chi tiết của cái căn nhà như này, mẫu xây dựng thì quý vị xem ở thêm ở trên kênh YouTube Thọ Lạc Lem nhé. Thọ đã cập nhật đầy đủ tất cả các mẫu nhà xây dựng cũng như là cái kiến trúc
thiết kế công năng ở bên trong căn nhà. Hay review qua cho quý vị những cái mẫu nhà biệt thự đơn lập và là những cái căn góc giá trị tại khu đô thị Vinaco Lê Trọng Tấn. Rất nhiều chủ nhân gửi thọ có nhu cầu chuyển nhượng những căn biệt thự lô góc diện tích từ 300m, 360, 430, 480. Và nếu quý vị nào có quan tâm đến cái mẫu biệt thự này cũng như là biết rõ chi tiết về giá chuyển nhượng thì hãy liên hệ thọ theo máy 0913 798558 để thọ tư vấn và cho quý vị sở hữu những căn nhà đúng tiêu chí, đúng tầm tiền. Và nếu quý vị nào lần đầu tiên biết kênh YouTube Thọ Lạc Quan Em thì hãy ấn vào nút đăng ký để liên tục cập nhật những thông tin giao dịch về bất động sản tại khu đô thị Vinaco Lê Trọng Tấn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.